Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Để xoay chuyển tình thế thành công, một nhà xuất bản nọ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì doanh thu sách bán ra thị trường càng ngày càng ít, không đủ bù đắp chi phí bỏ ra. Chết thật, tình hình kinh doanh sách vở thế này thì chỉ có nước phá sản. Phải làm sao để cứu vãn tình hình bây giờ? À, có cách rồi. Dạ thưa sếp, đây là cuốn sách mới xuất bản của chúng ta. Liệu có phải viết thêm lời đề tặng cho tân tổng thống không ạ? Có chứ, việc đó tôi phải làm ngay bây giờ đây. Dạ thưa ngài, bên nhà sách có gửi tặng ngài một cuốn sách ạ. Cô hãy về viết vài lời cảm ơn và khen ngợi của tôi dành cho cuốn sách này, rồi gửi qua cho bên nhà xuất bản nha. Cảm ơn cô. Một tuần sau, nơi bán cuốn sách mà tân tổng thống rất ưa thích. Thưa sếp, đúng như kế hoạch của sếp, cuốn sách mới đã bán được hàng triệu bản rồi ạ. Tốt lắm, tận dụng hiệu ứng tích cực này, chúng ta phải nhanh chóng cho ra cuốn sách tiếp theo mới được. Nhớ dặn thư ký phải gửi tặng tân tổng thống một cuốn nữa nha. Thưa ngài, chắc là bên nhà xuất bản nọ lại gửi sách tặng tôi chứ gì. Thôi, cô cứ để đó đi, và về gửi ngay một bức thư chê bai nội dung sách mạnh mẽ vào. Coi như thế, lần sau họ không dám gửi sách đến đây nữa. Nơi bán cuốn sách mà tổng thống rất ghét. Sếp liệu việc như thần, không ngờ bức thư chê bai của tổng thống lại gây hiệu ứng ngược như vậy. Tất cả số lượng bản in ra và phân phối đến các nhà sách trong thành phố hết sạch rồi sếp ạ. Alo, cô không cần phải viết thư trả lời bên nhà xuất bản nữa đâu. Tôi không muốn họ dựa vào uy tín của cá nhân tôi để tiếp tục bán sách nữa. Hai ngày sau, nơi bán cuốn sách đặc biệt đến tổng thống cũng khó đưa ra lời nhận xét. Số lượng phát hành có hạn, mua nhanh kẻo hết. Người ta gọi đây chính là nghệ thuật kinh doanh đó. Trong kinh doanh, quan trọng nhất là nắm bắt được tâm lý của khách hàng và đánh trúng vào sự hiếu kỳ của họ. Bạn hãy nhớ rằng, cùng là một thông tin, có khen, có chê, nhưng cách bạn sử dụng chúng có thể xoay chuyển được tình thế và mang về cho bạn kết quả tốt nhất.